OK, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong cái bản video trước đây thì Hồng Lê đã hướng dẫn tất cả những anh chị em của chúng ta cài đặt cái phần mềm AMI 6.20.1, và bản này là bản 32 bit. Thì đây là một bản mà Hồng Lê đánh giá là cái mức độ dùng nó khá là ổn định. Và ngày hôm nay thì Hồng Lê sẽ hướng dẫn lại các anh chị, chúng ta sẽ setup lại một số các cái nội dung cơ bản nhất ở trên phần AMI, bởi vì trong này thì nó cũng có rất là nhiều các cái chỉ báo, và chúng ta sẽ thiết lập một số cái chỉ báo khá là cơ bản thôi. Thì một cái điều quan trọng nhất mà Hùng đã hướng dẫn các anh chị rồi, đó là cái khoảng lùi của đồ thị các anh chị nhé. Khoảng lùi của đồ thị thì thường thường là khi mà chúng ta chạy cái code của phần Ichimoku, tức là 26 phiên, thì khoảng lùi này thông thường thì chúng ta sẽ để 30 phiên. 30 phiên anh chị nhé, đó chúng ta sẽ để 30 phiên. Và cái màu, tức là một số anh chị thì có hỏi là bây giờ cách để mà chúng ta chuyển đổi cái nền của Amin từ màu trắng sang màu đen và từ màu đen sang màu trắng, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì cứ áp ly cái chỗ này đã. OK, thì các anh chị vào có cái hình bánh xe ở đây này, có cái hình bánh xe ở đây thì chúng ta bấm vào đây, thì ở đây tất cả các cái tùy chỉnh của Amin nó sẽ nằm ở đây. Thì trong cái phần color này thì đầu tiên là các anh chị nhìn thấy đây, những cái text này này, đây là những cái text này, thì cái text này của nó mặc định của nó khi Amin cài ra là màu trắng, thì bây giờ chúng ta chuyển nền trắng thì chúng ta lại phải chuyển cái chữ text này sang màu đen đó, và sau đó thì chúng ta lại chuyển cái nền màu đây, cái nền black background này đó, thì chúng ta lại chuyển sang màu trắng này, và chúng ta bấm áp đi. Thì đầu tiên là sau khi mà chúng ta bấm ở đây thì nó một số các cái nền ở đây nó đã chuyển sang trắng anh chị nhé. Đấy, chữ ở đây này, những cái chữ này thì lúc nãy chữ trắng, thì bây giờ nền trắng thì chúng ta phải chuyển sang chữ đen đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái tab tab này. Ở đây thì nó có những cái tùy chỉnh như thế này đó. Thì bây giờ tạm thời là ta tắt cái này đi này, cái này đó, thì chúng ta bỏ cái này đi, tức là cái này là cái from màu từ cái điểm A đến điểm, tức là từ khoang này đến khoang này, tức là cái này là nó cái khoang thôi. Còn đây là cái tùy chỉnh của cái lưới anh chị nhé, lưới ngang và lưới đứng. Đây là lưới ngang và lưới đứng này, đây là hai lưới ngang và lưới đứng. Thì lưới ngang và lưới đứng đó là cái gì? Đó là chính là cái lưới đây này, đây là lưới đứng này, còn những cái lưới này là lưới ngang. Thì chúng ta có thể để những cái lưới này để chúng ta dễ dàng để chúng ta quan sát, đúng không ạ? Và sau đó, sau khi mà chúng ta chỉnh xong cái này, thì chúng ta có thể bây giờ cái màu nến của chúng ta đó, màu nến của chúng ta đây là cái nến xanh, thì nó đang có cái gọi là xanh xanh lên và rỗng, còn nến đỏ thì đang nến giảm thì đang là nến đỏ đặc. Thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta vào trong cái phần này, và có một cái phần để chúng ta chọn nến, màu nến. Anh chị chờ một tí, không biết nó nằm đâu. Đây, chúng ta chọn thì cái này là không nhớ một trong những cái dòng này. Đây, thử áp lên. Đó, thì là đây các cái tùy chọn, ví dụ chúng ta chọn ở cái nến ở cái dòng cuối này này, trong cái thanh nến này, candlestick này này đó, thì là nến rỗng này, cái này là nến đặc này. Thì tùy các cái tùy chỉnh của các anh chị thì chúng ta có thể lựa chọn. Và sau đó thì màu nến thì chúng ta cũng có thể lựa chọn ở đây. Màu nến thì thường thường là các anh chị mà nếu mà chọn những cái màu mà nó đậm hơn đó, màu đậm hơn, hoặc là các cái tùy chỉnh ở đây, thì cơ bản là như vậy thôi. Thì thường là chúng ta sẽ ở trên nền trắng thì chúng ta sẽ sử dụng nến đặc, thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn, thì cơ bản đây là cái cách để mà chúng ta chuyển đổi giữa cái nền trắng của Amin và nền trắng và nền đen đó. Thì cái lúc mà chúng ta cài định là nền đen và chúng ta có thể chuyển đổi sang nền trắng. Và cái khung hình để chúng ta thao tác, một cái khung hình thao tác rất là quan trọng. Thì bây giờ giả sử bây giờ tắt hết những cái này đi, thì chúng ta sẽ thấy ở bên này của chúng ta sẽ có những cái gì, và sau đó thì chúng sẽ bật từng cái một lên để cho các anh chị của chúng ta dễ dàng nhìn hơn. Symbol information đó, thì ví dụ như là khi mà chúng ta tắt hết những cái này đi thì gần như là cái khung Amin của chúng ta bên này nó trống trơn, không có cái gì cả. Còn ở bên này thì nó có các cái công cụ đường vẽ, đúng không? Chúng ta vẽ đường xiên này, rồi chúng ta vẽ tia này,
Đó, thì các cái công cụ vẽ thì nó sẽ nằm hết ở đây. Chúng ta vẽ ellipse này, đó, tất cả những hình vẽ thì chúng ta có thể vẽ ở đây. Cái text này chúng ta có thể viết text ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể nốt lại các cái ghi chú. Ở đây thì chúng ta có các cái công cụ vẽ này, các cái công cụ mà phóng to thu nhỏ thì chúng ta sẽ nên kéo lên ở trên này để chúng ta dễ lúc chúng ta thao tác, đúng không ạ? Lúc chúng ta thao tác này, to nhỏ này. Ở đây thì nó có tùy chọn luôn cái biểu đồ nến ngày, nến tuần này và nến tháng. Đó, thì tất cả cái thanh công cụ này thì chúng ta sẽ kéo lên đây để chúng ta sử dụng. Ở bên này thì nó sẽ còn lại những cái thanh công cụ gì? Thì ở đây là còn lại những cái công cụ, ví dụ như đây là Fibonacci này, Fibonacci thoái lui này. Đó, thì tất cả những cái công cụ này nó sẽ nằm ở đây. Thế thì khi mà chúng ta chuyển sang một cái nền trắng các anh chị, thì ở đây ngày xưa là cái phiên bản của, ví dụ khi chúng ta sử dụng cái công cụ này chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy là ở đây là các cái màu xanh đỏ tím vàng thì nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Và gần như ở trên cái nền trắng chúng ta không nhìn được. Thì chúng ta sẽ di con chuột để lúc nào mà có hình bốn cái mũi tên như này, chúng ta kích đúp lên. Chúng ta kích đúp lên xong thì chúng ta sẽ vào cái tab thứ hai, đấy là Fibonacci, thì chúng ta sẽ tích thêm cái Fibo của 23.6 và 78.6 này. Sau đó chúng ta sẽ tích vào view default này. Và sau đó thì tất cả những màu này thì chúng ta sẽ chọn sang màu đen này. Chúng ta sẽ chọn hết sang màu đen. Bởi vì nền trắng thì tất cả những màu này thì chúng ta sẽ chọn hết sang đen. Ok, và sau đó chúng ta ok. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là đó, cái công cụ Fibo của chúng ta nhìn nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Và sau đó, sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ bấm cái đây. Chúng ta kích chuột phải lên cái nền này và chúng ta sẽ bấm save as temper, đây save as default, thì sau đó thì admin nó sẽ tự động nó lưu lại, nó đấy, chúng ta vẽ thì nó sẽ tự động nó lưu lại cái cấu hình mặc định là nền đen đó. Và cũng tương tự như là cái Fibo này thì chúng ta cũng sẽ phải chỉnh lại hết đó, chúng ta cũng phải chỉnh lại hết ở đây. Thì sau đó thì các anh chị làm tương tự thì Hùng sẽ không hướng dẫn nữa, và chúng ta bấm vào đây ok. Đó, thì ví dụ như là chúng ta sẽ chọn, ví dụ đây màu đen chẳng hạn, các anh chị sẽ nhìn thấy luôn là cái đầu tiên nó sẽ ra đen, đó, cái không nó sẽ ra đen. Rồi ok, đó là một số các cái công cụ để chúng ta sử dụng ở bên này anh chị nhé. Một số các cái công cụ để lọc thì sau đó, ví dụ như các cái để mà lọc thì chúng ta sẽ sử dụng cái auto filter này thì sẽ tính toán sau, sẽ có những cái video hướng dẫn sau. Và sau khi mà chúng ta thiết lập xong thì chúng ta sẽ tắt đi để chúng ta sẽ vào lại. Đó, thì bây giờ chúng ta đã thấy là cái khoảng lùi của admin đã đủ 30 phiên, tức là 30 cây nến ở đây. Từ phía bên tay phải thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta nhìn hơn. Thêm một cái nữa là để mà chúng ta đây là những cái shape thôi, những cái shape đồ thị thôi. Và cơ bản thì trên admin thì chúng ta cũng chỉ sử dụng là các cái công cụ để chúng ta đo đếm và chèn các cái chỉ báo indicator vào trong cái hình của chúng ta ở đây. Thì đầu tiên nếu khi chúng ta bị mất hết những cái thanh công cụ ở bên này thì chúng ta sẽ chèn vào như thế nào thì Hùng đã hướng dẫn rồi. Các anh chị vào cái phần Windows này, ví dụ đầu tiên sẽ là symbol này, đó thì chúng ta sẽ có được sau này khi mà chúng ta update dữ liệu thì các cái dữ liệu của chứng khoán Việt Nam nó sẽ chạy vào đây. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ layer này. Đó, thì các anh chị sẽ nhìn thấy ở đây, nó sẽ hiển thị ra ở đây. Tiếp theo, layout layer này. Đó, xong đến chart này. Trong cái chart này thì chúng ta sẽ mở hết ra. Đó, chúng ta sẽ mở hết ra để chúng ta thao tác ở trong này. Nó có những cái công cụ gì cơ bản ở trong này thì chúng ta sẽ... Đó, tất cả các cái chỉ báo kỹ thuật và các cái công cụ thì nó sẽ nằm hết ở trong này. Đó, các anh chị sẽ mở ra. Sau đó thì chúng ta có thể mở tiếp cái chart gọi là Symbol Information. Thì cái chart Symbol Information này thì sau khi mà chúng ta ví dụ như là ở đây là chúng ta có mã cổ phiếu bao na chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ hiện lên full name tất cả cái dữ liệu, thì cái phần mềm đi kèm với dữ liệu update của admin broker thì nó sẽ cho chúng ta những cái dữ liệu ở đây. Tiếp theo thì chúng ta về cơ bản là như thế thôi, thì trong những cái chart ở bên này thì chúng ta cũng chỉ sử dụng những cái chart cơ bản như này. Đó, thì chúng ta sẽ để ở đây.
Các anh chị ở đây, anh chị nhìn thấy này, có một cái hình auto 2 này, thì nếu mà chúng ta bấm vào đây đó thì là những cái tab này nó sẽ tự động, nó sẽ thu về bên này đó. Và khi mà chúng ta cần sử dụng, ví dụ như chúng ta cần sử dụng chat kỹ thuật chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đưa chuột về bên này thì nó sẽ hiện thị ra đây đó, nó sẽ hiện thị ra đây anh chị nhé, đó nó hiện thị ra đây. Rồi ok, chúng ta thu chuột đi thì nó sẽ tự thu về. Như thế thì cái cách mà chúng ta làm việc nó cũng sẽ khá là dễ dàng đó. Ở dưới này thì nó có các cái sheet ở đây, nó có các cái sheet ở đây, thì mục đích của các cái sheet này là để làm gì? Các cái sheet này để chúng ta có thể thiết lập những cái tổng quan theo những cái ý đồ sắp đặt của chúng ta. Ví dụ như là trên cái tab thứ nhất là chúng ta sẽ ghi chữ tổng hợp đó, thì trên cái chữ tổng hợp này thì có thể là cái màn hình khung đầu tiên thì các anh chị sẽ để đồ thị cổ phiếu đúng không ạ? Đó. Và khung màn hình thứ hai thì chúng ta có thể để là đây là vol, và có thể là cái khung màn hình thứ ba thì chúng ta có thể để một cái chỉ báo về RSI chẳng hạn, tức là những cái chỉ báo đó thì tùy các anh chị thôi, các anh chị để những cái chỉ báo gì thì chúng ta sẽ tùy chỉnh. Đó, ví dụ như chúng ta sẽ chèn thêm một cái RSI chẳng hạn. Đây. RSI ví dụ như vậy. Thì để đưa cái công cụ này thì chúng ta chỉ cần kích đúp thôi anh chị nhé. Chúng ta chỉ cần kích đúp thôi. Và sau khi kích đúp thì chúng ta có thể lựa chọn màu đen này. Cái đường nó là đậm nhạt này, đúng không ạ? Các cái tùy chỉnh của nó. Đó. Như vậy là RSI đây là 15 này. Ta tùy các anh chị nhé, chúng ta có thể chọn cái tham số. Những cái tham số này thì nó đi kèm với từng cái ý thích của từng anh chị đó. Ví dụ như vậy thì ví dụ như là cái tab đầu tiên là tab tổng hợp thì chúng ta sẽ để một cái màn hình như thế này, ví dụ như vậy đúng không, về chỉ trên là khung hình đồ thị, ở dưới là có thể là khối lượng, và đây là có thể đường RSI đó. Ở trên cái vol khối lượng vol này thì mọi người thường hay để chèn thêm một cái đường trung bình động đó. Thì các anh chị lưu ý là khi chúng ta chèn một cái công cụ hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta tích đúc, nhưng khi chúng ta chèn đè lên, tức là ví dụ như đường chúng ta muốn chèn một cái đường MA ở đây thì chúng ta phải để chuột, chúng ta giữ chuột trái lên trên này và chúng ta kéo thả vào đây, kéo thả anh chị nhé, không phải tích đúc đó. Và khi chúng ta kéo thả vào đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái tùy chọn, ví dụ màu đen này, và đây chúng ta có thể sử dụng là đường trung bình, ví dụ 21 phiên này ạ đó. Và các cái tùy chỉnh của nó có thể là đường đậm này hoặc là đường gãy đứt đó, ví dụ ok đó, thì chúng ta cũng sẽ có được một cái đường trung bình của MA 21 phiên của khối lượng giao dịch trung bình 21 phiên. Thì cái này cũng tùy chỉnh anh chị nhé, các anh chị có thể dùng 21 hoặc là dùng 15 hoặc là dùng 20, thì cái đó là tùy vào từng cái cách sử dụng của từng người. Tiếp tục ở trên cái khung hình giá này thì là một trong những cái thiết lập nó rất là quan trọng, một trong những cái thiết lập rất là quan trọng. Thì khi cài đặt mặc định ra thì chúng ta thấy rằng là cái indicator này, cái daylight indicator, thì cái price này là giá anh chị nhé, MA này, và một số các cái những cái này là lúc nó cài nó chạy ra mặc định thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Các anh chị xóa hết những cái đó, xóa hết những cái MA này đi để chúng ta quản lý những cái công cụ mà chúng ta chèn vào ở trên trên đồ thị, nó sẽ đó, chúng ta xóa hết đi nhé anh chị nhé. Đó. Đó thì hiện tại bây giờ là có price này, cái này chúng ta để như vậy, và Bollinger Band và Bollinger Band thì chúng ta sẽ không xóa. Ví dụ như là ở trên cái khung hình thứ nhất thì chúng ta hãy để cái Bollinger Band, và để tùy chỉnh ấy, thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên và nó sẽ có một cái tab Profile of Price, tiếng Anh hơi ngu một tí nhưng mà thôi thì cứ đọc đại như vậy. Thì ở đây nó sẽ có hết tất cả các cái indicator của chúng ta, nó sẽ nằm ở trên này, nó sẽ nằm hết ở trên này. Và ví dụ ở đây là Bollinger Band thì nó đây là những cái thông số thiết lập các anh chị nhé. Thì Hùng sẽ không nói đến cái thiết lập sau này, Hùng sẽ làm các cái bản video chi tiết, tức là nói về Bollinger Band thôi.
thì thiết lập như thế nào và các cái chỉ báo, những cái số liệu này nó có ý nghĩa như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu như vậy. Còn đây là chúng ta đang thiết lập một cái khung chuẩn của cái Amin, thì cái đó thì chúng ta sẽ tính toán sau. Thì cái này là cái màu các anh chị nhé, đó cái màu nền này này, cái màu nền này các anh chị có thể nhìn thấy là đó Hùng đã chọn sang cái màu xanh. Thì chúng ta nhìn thấy là cái Bollinger Band của chúng ta nó có cái hình màu xanh. Và ở đây nó có một số các cái hiển thị, ví dụ như là chúng ta sẽ ẩn cái đường biên đi. Các anh chị nhìn thấy đây đường biên đậm nhá. Nếu mà chúng ta bấm vào hidden tức là nó sẽ ẩn đi. Hoặc là ví dụ như vậy, hoặc là nó đây này, bấm vào cái này thì nó sẽ không hiển thị các cái giá trị của biên trên hoặc là biên dưới. Đó, ví dụ như vậy. Đó, chúng ta nếu mà bấm vào đây thì nó sẽ không hiển thị các cái giá trị, các anh chị nhìn thấy đây nhá. Đó. Hoặc là đậm này, đường biên đậm này, hoặc là đường biên hình gãy khúc này, đó. Hoặc là chúng ta bỏ cái này đi, tức là không hidden cũng được, hoặc là no draw hay là cái gì đấy. Đó, thì chúng ta sẽ bỏ đi, nhưng mà thường là chúng ta sẽ bỏ hai đường biên này để nhìn cho nó đỡ rối. Ok. Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong một cái Bollinger Band. Và ở trên cái này thì khi các anh chị cần di chuyển đồ thị lên xuống thì các anh chị đưa chuột sang biên ở này, và đến lúc cái con chuột này nó đang hình con trỏ và nó biến thành một cái hình mũi tên trên dưới thì chúng ta sẽ giữ chuột trái và chúng ta kéo lên kéo xuống. Còn lúc mà chúng ta cần zoom to zoom nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng ở đây, hoặc là chúng ta có thể đưa chuột về đây để chúng ta kéo ở trên cái thanh tab này thì cũng là một cách zoom to zoom nhỏ. Ok, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là gì? Ở trên các cái công cụ nhé, các anh chị chèn vào thì các anh chị có thể tự chèn nhé, ví dụ như vậy. Và chúng ta có thể chèn đường MACD, ví dụ như vậy. Những cái đường MACD ở đây thì chúng ta kích thúc vào. Đó, MACD nó cũng sẽ xuất hiện ở đây. Và chúng ta cũng tùy chỉnh ở đây. Các cái đường 12, 26 ví dụ như vậy, thì đường 12 là gì, 26 là gì, thì sau đó thì Hùng sẽ có những cái giải thích khá là chi tiết đó. Và cái này thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh này, ví dụ màu xanh này, màu đỏ, màu đó, ví dụ như vậy. Đó thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái tùy chỉnh đây, xanh đúng rồi đó. Và cái màu ở dưới này thì chúng ta cũng có thể chỉnh sang màu đỏ này đó. Chúng ta chỉnh sang màu này và chúng ta có những cái đó thì chúng ta tự đấy, thì chúng ta thấy là cái đồ thị của chúng ta nhìn là thấy nó cũng hấp dẫn hơn nhỉ? Đó, nó sẽ hấp dẫn hơn, nó nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn, ví dụ như là đường xanh ở trên, đường đỏ chấm gạch ở dưới. Và cái biểu đồ tần suất thì chúng ta cũng có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể chọn, ví dụ như trên nền trắng thì chúng ta chọn màu đen, ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta chọn cái màu nó nhìn nó dễ hơn. Và sau một cái lần chúng ta chọn như vậy xong thì chúng ta nhớ ở đây chúng ta vào cái layout và chúng ta có chữ là location layout, thì chúng ta có chữ default đây, thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên và xếp as default để cho nó lưu lại hết tất cả những cái dữ liệu, những cái đồ thị mặc định của chúng ta cài đặt ở đây. Thì trên cái tab thứ nhất thì chúng ta có thể kéo những cái gì, thì thường các anh chị Hùng có nói rồi, các anh chị dùng cái gì thì chúng ta kéo vào cái đó. Nhưng ví dụ chúng ta sẽ sử dụng một cái đường MA chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta bấm chuột trái và giữ, chúng ta kéo nhé, không tích đúc các anh chị nhé, tích đúc là nó không được đâu. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ chọn ví dụ màu đen chẳng hạn, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ có một cái đường MA5 ví dụ như vậy, trung bình 5 phiên. Sẽ chọn ở một cái này, ví dụ như vậy, thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã nhìn thấy một cái đường MA5 đây, nó gãy chấm chấm như này đó. Và sau đó thì chúng ta muốn kéo tiếp một đường MA thứ hai, ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng MA21 phiên chẳng hạn, ví dụ màu đỏ đậm đúng không, đó ví dụ như thế đó. Thì chúng ta sẽ có đường MA21, rồi xung quanh chúng ta kéo tiếp, ví dụ như chúng ta cần đường MA100 chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ tùy chỉnh ở đây các cái màu nó khác đi, ví dụ như màu đen đi đó, ví dụ như là đen này, đen đậm đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái tùy chỉnh ở trên đó. Thì đây là cái cách để chúng ta thiết lập những cái đồ thị, và hoàn toàn tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xếp lại để nó AMI nó lưu lại các cái dữ liệu. Rồi, cái tab thứ nhất là tổng hợp. Với cái tab thứ hai thì chúng ta sẽ làm gì, tức là cái mục đích của cái tab này là người ta làm ra nhiều cái để cho chúng ta có nhiều cái khung hình. Ví dụ như cái tab thứ hai là chúng ta sẽ full chỉ báo, ví dụ như vậy, full chỉ báo.
Vậy thì phun chỉ báo thì chúng ta sẽ sử dụng những cái gì? Ví dụ như là chúng ta sẽ bỏ cái chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Ví dụ như vậy. Bỏ ra bỏ hết những cái này đi. Đúng không? Chúng ta bỏ hết những cái này đi. Đó, chúng ta bỏ hết những cái này đi. Vậy thì phun chỉ báo thì ví dụ như là chúng ta sẽ chèn những cái gì thì chúng ta lại vào chat. Ví dụ phun chỉ báo thì đầu tiên có thể sẽ là đường MACD này, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng ta chèn cái gì? Ví dụ như là MFI chẳng hạn. Đó, chúng ta cứ kích thúc thôi. Rồi ví dụ như là đường stock static, stock ví dụ như đường stock static này, rồi ví dụ như là stock static K này. Đó, rồi ví dụ như là những cái gì nữa nhỉ? Đường MACD, rồi những cái đường này nó nhiều lắm đấy, đường CCI chẳng hạn. Nó ví dụ như thế. Rồi nó nhiều lắm, các cái chỉ báo kỹ thuật thì nó nhiều vô kể. ADX chẳng hạn, đó, ví dụ như vậy, đúng không? Rồi vân vân và vân vân. Thì đây là những cái chỉ báo thì về các cái chỉ báo kỹ thuật thì các anh chị lưu ý nhé, các cái chỉ báo kỹ thuật thì đây đều là những cái chỉ báo chậm, tức là giá nó chạy trước rồi chỉ báo kỹ thuật nó mới chạy sau. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng không cần quá nhiều, và sau khi mà chúng ta cần thiết lập xong những cái chỉ báo này thì chúng ta lại kích chuột phải lên và chúng ta sẽ vào cái tab đầu tiên ở đây để chúng ta có thể chỉnh những cái màu sắc để cho nó phù hợp với chúng ta, cái cách nhìn của chúng ta. Ví dụ như vậy, stop tactica này thì ví dụ như là chúng ta chọn cái tùy chỉnh này thôi. Cái này thì các anh chị có thể đó, ví dụ như vậy thì full chỉ báo ví dụ như vậy. Và cái tab thứ ba thì các anh chị có thể là sẽ một cái tab gọi là cổ phiếu. Chúng ta sẽ so sánh cổ phiếu với VN Index chẳng hạn. Thì cái tác dụng của cái việc so sánh cổ phiếu với VN Index là chúng ta sẽ so sánh cái chu kỳ tăng của cổ phiếu đó so với VN Index thì nó sẽ như thế nào. Nó thì chúng ta ở đây này, chúng ta có chữ price này và hình như là price foreign. Đó thì ở hai cái đồ thị này nó sẽ thiết lập cho chúng ta hai cái ở trên này thì có thể rồi chúng ta sẽ gõ cổ phiếu này, và dưới này thì chúng ta sẽ thiết lập đồ thị của VN Index. Thì chỗ này chúng ta ví dụ như VNI Index ví dụ như vậy. Đó, và đây thì chúng ta sẽ có những cái màu miếc ở đây thì chúng ta cũng không có quan trọng, và chúng ta ok. Đó thì bởi vì hiện tại là cái trên cái bản IMEI này của chúng ta chưa có dữ liệu của chứng khoán Việt Nam, chính vì vậy nên là hiện tại thì VN Index của chúng ta ở đây nó đang báo lỗi, tức là nó không load được, đúng không? Và ở phía đằng trên này thì vẫn là đồ thị của một cổ phiếu Bana, ví dụ như A ví dụ như vậy thì nó vẫn ở đây, và chúng ta sẽ có sự so sánh tương quan, tức là ví dụ khi cổ phiếu A này tăng thì nó có song trùng với VN Index không, hay là thường nó đi ngược với VN Index, hay là vân vân và vân vân, thì chúng ta sẽ có những cái sự so sánh như vậy. Ở trên thì là đồ thị giá của cổ phiếu, và đường dưới ở phía dưới này thì là cái đồ thị của VN Index của chúng ta. Đó, ví dụ như vậy. Và cái tab thứ tư, tab thứ năm và tab thứ sáu và tất cả những cái tab khác thì các anh chị có thể thiết lập hoàn toàn tương tự như vậy. Và về admin thì nó cũng không có cái gì cả, nó không có gì ghê gớm cả. Và đây là các cái công cụ để chúng ta vẽ, ví dụ chúng ta vẽ kênh xu thế, và chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Các anh chị muốn chỉnh cái đường này nó đậm nhạt thì các anh chị cứ vẽ và chúng ta kích đúc lên thôi. Và đây thì nó có cái thích line ví dụ như vậy thì là đường đường đậm. Đó, và đây thì chúng ta có thể chọn màu xanh. Đó, tùy các anh chị vẽ kênh xu thế rồi vẽ các cái đường nằm ngang. Đó. Đó, thì trên cái admin nó có cái đặc điểm là chúng ta có thể vẽ và chúng ta thao tác ở những cái hình rất là dễ dàng. Và hôm nay thì Hùng chủ yếu là Hùng hướng dẫn các anh chị là chúng ta chuyển cái nền đen sang nền trắng, và lấy các cái công cụ ở đây để chúng ta thiết lập nó, để chúng ta đọc nó, và thiết lập các cái màu sắc
đó, các màu sắc và các cái gọi là cái hình nến ở đây. Đó, hình nến ở đây thì cơ bản là như vậy. Và video tiếp theo trong cái hướng dẫn cài đặt phần mềm thì Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị cài đặt phần mềm Data Pro và update dữ liệu cho Admin Broker bằng Data Pro, và hướng dẫn các cái tính năng vượt trội của phần mềm Data Pro thì Hùng sẽ làm một cái bản video riêng để chúng ta dễ dàng và chúng ta tiện theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư.